quay mà. Xe ba gấp rồi, xin lỗi kìa. Đi chân bon không đi không? Sợ hả? Xe ba gấp đi chân bon. Mới xe máy mới sợ gì mà đó này. Không có gì. Đi qua đó là xe phải vô đều. Mấy ngày rồi đó. Đi qua ai mà cút tiền ra. Chạy cầm vé. Cho hả?